Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Hôm nay thì mình sẽ tư vấn laptop cho những bạn sinh viên. Tại vì mình biết là sắp tới là nghỉ Tết hoặc là sắp tới đây gần Giáng sinh, cũng như là vào cái dịp gọi là cuối kỳ 1, đúng không cô? Thế nên là phải làm việc nhiều, làm bài tập nhiều các thứ, và cái nhu cầu để mà xử lý những cái công việc đó trên một cái laptop là cực kỳ quan trọng. Và bình thường bây giờ mình không cần biết là như thế nào, ai cũng nên có một cái laptop cho riêng mình. Sinh viên, người đi làm thì ai cũng nên cần có một cái máy tính như thế. Với cái tầm giá khoảng dưới 20 triệu thì nếu có thể mình vẫn khuyên các bạn là nên mua những cái máy tính cũ theo cái dạng đấy là xách tay về, và như thế thì nó sẽ có cái cấu hình cao hơn, và chúng ta cũng có thể lựa chọn một vài những cái mẫu có thể gọi là flagship trước đây bây giờ có mức giá tốt hơn. Thế nên chúng ta cũng sẽ có những cái ví dụ như là cái trải nghiệm về build tốt hơn, màn hình tốt hơn. Thì đây là Dell Precision 7510, một trong những cái mẫu workstation trước đây có mức giá cực kỳ cao, và nó chỉ là mơ ước thôi của rất nhiều bạn sinh viên. Nhưng bây giờ sau một vài năm thì mức giá của nó cũng đã tốt hơn. Tại Tín Phát Laptop thì như mình đã tham khảo, mức giá được giảm từ 20 triệu chiếm 90 nghìn xuống chỉ còn là 17 triệu chiếm 90 nghìn mà thôi, cho cái cấu hình với Core i7-6820HQ, 8GB RAM và có sẵn 256GB SSD. Các đồ họa rời sẽ là Quadro M1000M. Vậy thì nó có cái gì mà nó lại có cái mức giá loanh quanh vào khoảng tầm 18 triệu như thế mà mình lại khuyến khích các bạn mua? Thì trong video này mình sẽ tư vấn một cách cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Đó. Nhưng mà trước tiên đó thì mình cũng sẽ phải nhấn mạnh một vài điều. Khi mua laptop cũ thì nhiều bạn sẽ phân vân suy nghĩ về cái vấn đề gọi là bảo hành, vấn đề về chất lượng máy và những cái vấn đề xoay quanh về vấn đề liệu máy nó có bị hỏng hóc và có cái độ bền hay là không. Thì những cái máy ví dụ như cái Dell Precision 7510 này, nó thuộc dạng workstation, tức là những cái máy được thiết kế để chạy nặng, làm việc nặng trong một thời gian rất dài. Và độ bền của những cái máy Dell thì khẳng định trên thế giới thì nó thuộc dạng top 1 rồi. Các bạn không bao giờ phải lo lắng về vấn đề độ bền hay là các bạn mua dùng có tốt hay không, dùng có bền bỉ sau này hay là không. Và tại Tín Phát Laptop thì mình thấy có một cái chính sách rất là thú vị, đó là bảo hành trọn đời, không bao giờ hết bảo hành. Thế nên là các bạn có phải nói một điều rất là tự tin luôn vào cái vấn đề sản phẩm các bạn mua tại đây. Ví dụ như chẳng may có hỏng hóc gì, những cái lỗi nhỏ các thứ thì chắc chắn nó sẽ được bảo hành hoàn toàn dành đến cho các bạn. Có những cái lỗi nặng hơn các thứ như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp hotline 1900292963 để mà tham khảo cụ thể hơn. Và trong cái đợt này thì chúng ta cũng còn rất nhiều sản phẩm khác nữa trong cái dịp deal sốc Giáng sinh. Và nếu các bạn quan tâm thì link mình cũng sẽ để phía bên dưới phần mô tả video luôn. Rồi, thế nên là vấn đề mua máy cũ không phải quản ăn đo đấy nhé. Vậy thì tập trung lại vào cái Dell 7510 này, nó có cái gì? Thì đây là dòng workstation, các bạn phải chấp nhận một điều, đấy là nó rất là dày, nó rất là to, nó rất là nặng. Và với việc nó dày như thế này, nó to như thế này và nó nặng như thế này thì nó lại có một vài những điểm cộng và nó cũng sẽ có một vài những điểm trừ. Mình nói điểm trừ trước nhá, to nặng các bạn mang đi mang lại sẽ khó khăn. Thế nên là nó sẽ phục vụ dành cho những bạn muốn tập cơ. Bé bé như mình này mà đeo con này một thời gian đi làm các thứ gì đó, chắc một thời gian sau chắc cơ cuồn cuộn luôn. Đấy, thế nên nếu các bạn sinh viên mà muốn tập cơ tay thì đây cũng là một cái thú vị dành cho các bạn. Và quan trọng hơn cả là cái cục sạc kèm theo với cái laptop này, thì bởi vì nó là một dòng workstation hiệu năng rất cao, thế nên cái cục sạc cũng phải rất to để cung cấp đủ năng lượng cho cái máy này. Rồi, tiếp theo, với một cái thân hình to và đồ sộ như thế thì chúng ta sẽ có một chất lượng build cực kỳ hoàn hảo luôn. Nó dùng cái từ hoàn hảo thì hơi quá, nhưng mà build cực kỳ tốt. Cái đầu tiên chính là cái việc các bạn có thể thấy cái phần bản lề của chúng ta này, mình có thể mở bằng một tay cực kỳ ngon, cực kỳ chắc chắn luôn. Và khi các bạn chạm tay vào những cái phần bản lề như thế này, khi các bạn mở ra mở vào thì các bạn sẽ thấy cái độ chắc chắn của phần bản lề này nó tốt đến mức độ như thế nào, cũng như cái phần bên dưới nó nặng, nó giữ cho cái máy nó cực kỳ chắc chắn trên bàn làm việc của bạn, cho dù là các bạn sử dụng như thế nào chẳng nữa. Đấy chính là những cái điểm cộng tiếp theo của cái thân hình đồ sộ. Và quan trọng hơn cả, đây là dòng workstation thì nó sẽ có những đặc tính cơ bản là như thế. Và vấn đề số 3, cái này cũng là cái quan trọng nhất khiến cho mình khuyên các bạn nên mua những cái máy workstation, chính là nhiệt độ trong quá trình mà các bạn sử dụng. Nếu như các bạn mua những cái máy gaming giá rẻ thì chúng ta sẽ phải đánh đổi lại một vài những thứ liên quan đến build, chất lượng hoàn thiện của máy, và quan trọng hơn cả là cái tản nhiệt. Thì tại sao mình nói cái tản nhiệt này quan trọng? Khi mà các bạn sử dụng máy tính, chip sẽ hoạt động, card sẽ hoạt động, pin cũng sẽ hoạt động, mà nói chung là có rất nhiều thứ trong cái máy tính này sẽ hoạt động và nó sẽ sinh ra nhiệt. Nếu như chúng ta không có một hệ thống tản nhiệt tốt thì cái đó mới chính là cái ảnh hưởng nhiều nhất đến cái tuổi thọ
trên những chiếc laptop mà các bạn đang sử dụng. Và với Dell Precision 7510 thì hệ thống tản nhiệt của nó cực kỳ tốt. Mình sử dụng những cái phần mềm làm đồ họa, ví dụ như là Photoshop này, Adobe Premiere để mà dựng video, thì kể cả mình có render video các thứ thì nhiệt độ của nó vẫn thực sự rất ấn tượng. Nó chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 7x độ mà thôi. Đây là một con nhiệt độ nó quá tốt so sánh với một cái laptop như thế này. Nếu như với một vài những mẫu laptop gaming hiện tại mức giá rẻ, nhiệt độ ở mức gọi là 8x, chúng ta vẫn phải cùi đấm ăn xôi. Có nhiều cái mẫu nó lên tới mức 9x, tức là 90 mấy độ, các bạn phải hiểu con chip mà 90 mấy độ thì chạy liên tục sau một khoảng thời gian dài, độ bền nó có được đảm bảo hay là không. Nếu như nó là PC, nếu như nó là máy tính các thứ thì chúng ta còn có cách làm tản nhiệt, nhưng laptop thì sao? Không thể. Thế nên buộc chúng ta phải lựa chọn những cái máy có hệ thống tản nhiệt tốt sẵn, ví dụ như con Dell Precision 7510 này. Như thế chúng ta mới có một cái sự tự tin để mà chúng ta sử dụng cái này về lâu, về dài, về sau này các thứ nữa, khi mà các bạn làm việc nhiều hơn, các bạn học tập nhiều hơn và các bạn xử lý nhiều những công việc hơn trên cái mẫu máy tính này. Thì đó cũng chính là một cái điều mình thực sự khuyến khích các bạn nên lựa chọn những cái mẫu workstation, đánh đổi một chút về vấn đề nặng một tí, dày một tí. Đó. Rồi, cơ bản đó là những cái đặc tính mà mình khuyên các bạn lựa chọn cái mẫu workstation như thế này, như cái mẫu 7510 này. Thế thì quay sang một cái khác, chính là những thứ mà các bạn sử dụng hàng ngày. Bàn phím thì sao? Chúng ta sẽ có bàn phím full size, có đèn nền luôn, hành trình phím rất là tốt, khoảng cách giữa các phím rất ok, và cái cảm giác gõ trên cái bàn phím này mình đánh giá cực kỳ ấn tượng. Và bởi vì cái khung này của máy nó cực kỳ chắc luôn, thế nên là không bao giờ các bạn gặp cái hiện tượng flake trên cái bàn phím này cả, gõ nó cực kỳ tự tin luôn. Và tất nhiên có bàn phím số thì giúp các bạn nhập liệu một cách tốt hơn, mấy bạn gái mà học Excel, cái này quan trọng cực kỳ. Rồi chưa kể nữa là với hiệu năng tổng thể thì chúng ta sẽ có gì? Các bạn sẽ có i7-6820HQ dòng Skylake 8GB, và đương nhiên các bạn có thể nâng cấp tối đa lên 32GB tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Rồi chúng ta cũng có sẵn card đồ họa M1000M của Quadro Nvidia. Rồi chúng ta cũng sẽ có sẵn 256GB SSD. Và cái hay của những cái dòng workstation này các bạn biết là gì không? Đây là chúng ta có thể nâng cấp nó cực kỳ dễ dàng. Các bạn chỉ đơn giản là tháo cái phần này ra. Đó, là ngay lập tức chúng ta có một cái khe SSD ở đây, một cái khe 2,5 inch để các bạn có thể thay thế SSD vào đây. Cực kỳ dễ dàng luôn. Pin sẵn có lên tới là 91W, và với pin dung lượng lớn như thế này thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể kéo dài được cái thời lượng pin của cái máy này một cách tốt hơn. Trong những cái trường hợp mà các bạn không sử dụng nặng thì pin nó thực sự rất là ấn tượng. 5 tiếng có thể đạt được với cái mẫu laptop này. Còn nếu mà muốn nâng cấp nhiều hơn một vài thứ khác, ví dụ như RAM, tháo một vài con ốc, dòng workstation nâng cấp phải gọi là không bao giờ giới hạn luôn, thì anh em yên tâm. Hay là với màn hình của chúng ta cũng sẽ có kích thước, đấy là 15,6 inch. Một trong những kích thước đủ trên một cái laptop để giúp các bạn có một không gian làm việc lớn. Bên cạnh đó vẫn dễ dàng mang đi mang lại và di chuyển. Độ phân giải sẽ là Full HD và sử dụng cái tấm nền đấy là IPS. Chúng ta sẽ có rất nhiều những option màn hình khác nhau tùy thuộc vào cái mức giá mà các bạn phải bỏ ra. Với cái phiên bản mà mình đang review hiện tại thì mình đánh giá màu sắc khá ok. Nó hơi nhạt một chút xíu, góc nhìn tạm ổn. Thế nhưng mà nó vẫn đủ để các bạn làm những cái cơ bản. Có chăng là nếu như làm những cái hơi bị chuyên sâu quá thì mình nghĩ là mua thêm một cái màn hình rời ngoài, hoặc là chọn những cái option màn hình đẹp hơn thì sẽ ok hơn. Nói chung là với 18 triệu trên cái laptop này, trên cái Dell Precision 7510 này, chúng ta có một chất lượng build tốt, chúng ta có một chất lượng bàn phím tốt, chúng ta có một chất lượng tản nhiệt tốt, chúng ta có một chất lượng tốt ở cái hiệu năng với Core i7 dòng HQ 8GB có thể nâng cấp thoải mái, và sẵn có 256GB SSD. Và đây là một trong những sự lựa chọn tốt để các bạn yên tâm dùng nó vào những công việc học tập, làm việc lâu dài về sau. Ít nhất là mình nghĩ nó phải đáp ứng được tốt cái nhu cầu cơ bản của bạn trong vòng tầm 3 năm cho đến 4 năm. Ok, hết vòng đời đại học luôn cũng nên. Đó. Và các bạn nghĩ sao về cái mẫu laptop này, về con Dell Precision 7510 này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là check giá tại Tín Phát Laptop thông qua link phía bên dưới phần mô tả video để mà cập nhật một vài những cái chương trình khuyến mãi giảm giá hoặc là những chương trình bảo hành thực sự rất là tốt tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.